Rồi, xin chào các bé nha. Hôm nay anh Mã Mỡ xin chào các bé. Hôm nay anh Mã Mỡ sẽ giới thiệu cho các bé một số loại gơm. Đây, một số loại gơm đem mở đổ ra. Đây, một số loại gơm rất là nhiều mẫu. Đây, như cái mẫu đầu tiên nè. Mẫu đầu tiên là cái mẫu gồm những trái cây. Đây, chỉ có giá là 12k. Dâu, khóm, chuối. Đó, đào hay quá lê gì nè. Đó, tiếp theo là một mẫu là gồm các bánh trái này nọ, rất là dễ thương ha. 5 cái luôn, 1, 2 nè, 2, 4, 4 cái. Rồi tiếp theo đó là một cái mẫu khác cũng đồ ăn luôn. Rồi tiếp tục đồ ăn luôn. Rồi mẫu cuối cùng là mẫu trái cây. Rồi anh sẽ mở cho các em xem thử nha. Rồi các em sẽ thấy nè, những mẫu trái cây nè. Đây là có thể là trái gì ta, trái mận hay trái ổi hay trái gì đỏ chét nè. Này gơm, rồi chuối nguyên một hoài luôn, hoài rất là đẹp, cầm rất là vừa tay nha. Này dâu, đó dâu không, có cái cuốn màu xanh nè, trên có mấy cái lỗ nè, đó rất là dễ thương ha. Rồi tiếp theo đó là trái khóm. Đây, trái khóm hay miền Bắc này gọi là trái thơm, đó rất là dễ thương. Rồi chỉ có 12k là được 4 phần. À quên, để anh mở em có phần kia luôn nha. Anh mở em cái bịch này luôn. Rồi đây là các món ăn nha các em. Các em có thể thấy là món ăn đầu tiên nè. Đây chính là ổ bánh mì nha. Bánh mì kẹp xúc xích. Đó, với lại cái salad. Đó, rất là dễ thương ha. Rồi tiếp theo món thứ hai. Món này có thể là món hamburger nha các em. Hamburger hay là cái gì kẹp bên này, sandwich kẹp thịt hay là kẹp rau nè. Đó, tiếp theo đó đây là cái món khoai tây chiên. Đó, khoai tây chiên đó, cái hình nè, dễ thương ha. Rồi đây là cái món, có thể là nó món chả lụa cá hay gì này nọ đó, cái dĩa nè. Đó, và bốn món này cũng trị giá chỉ có 12k thôi, bốn cục gom rất nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi em nào muốn mua hàng thì liên hệ với anh hoặc là chị bé bé qua số điện thoại là 0387728778 nha các em. Và trước khi mua hàng thì các em nhớ xin phép bố mẹ trước nha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Bye bye.